Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình Unplugged với thầy, gỡ rối những cái xong rồi con ha. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào thầy, con kính chào đại chúng. Hôm nay con tự nhiên làm để đến chương trình Unplugged với thầy thì xin chia sẻ cái vấn đề của con mà con nghĩ không chỉ riêng con mà đa số các bạn, các Phật tử đều gặp cái khó khăn này. Đó là nhận biết rằng cuộc sống là vô thường, thương yêu nhau rồi cũng sẽ hết duyên thì cũng sẽ chia tay xa lìa nhau. Dẫu không biết được như vậy, dù cố ý để con quên hay con bỏ mặc lắm, con hề đến sẻ đến nó nhưng con vẫn cứ nhớ mãi người đó. Thì hôm nay con xin kính thỉnh thầy giải thích thì con có phải con và người đó vẫn còn duyên nợ với nhau hay do bản thân con vẫn còn quá cố chấp để mà con không thể quên được một người và vô phần không thân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của một bạn đã gửi trên mạng cũng như là câu hỏi trực tiếp mà con đã chia sẻ từ nỗi lòng trải nghiệm cuộc đời của mình. Dẫu biết là vô thường nhưng sau lòng người cũng khó quên nhau. Lý do vì sao? Và giờ làm sao để quên? Nó hơi đắng cay một chút rằng ta đã không hỏi Đức Thế Tôn, không hỏi mẹ, không hỏi cha, không hỏi người thầy ta gần gũi để làm sao ta thương, ta nhớ. Nhưng khi ở với nhau khổ đau rồi, ta tìm tới người để hỏi làm sao ta quên nhau. Bây giờ nè, qua cái hiểu của con á, tính chia sẻ với đại chúng vì sao mà mình khó quên một người dù mình biết là vô thường. Mình đang công nhận vô thường chứ mình chưa có trải nghiệm sự thật vô thường. Mình công nhận một sự thật nó khác chứ mình trải nghiệm đích thực cái sự thật đó. Cho nên mình có biết vô thường không? Không. Mình tin có vô thường thôi. Cho nên mình thấy nó sờ sờ trước mặt đó mà mình vẫn khổ đau là bởi vì mình chưa thực sự trải nghiệm cái chết, cái bệnh, cái đau đớn, cái mất mát. Mình thấy ai á chứ không phải mình. Cho nên mình dư rất là nhiều thời gian để mình ngồi đó nghĩ về quá khứ, những cái trải nghiệm mặn mà, nồng nàn hay là đau khổ. Thay vì mình nâng niu cái phút giây đang sống thì mình bỏ thời gian đó. Vì cái thân này nó khỏe, thời gian nó có, nó rảnh rỗi nên nó sanh nông nổi chỗ đó. Đó là người không biết tu á. Thì cái chỗ này người ta hiểu tại sao cái tâm của mình nó khó quên một người như vậy. Nên có bốn cái lý do. Đây là người thương yêu nam nữ hay là mẹ con, vợ chồng, bạn bè, tất cả một mối quan hệ. Tại sao khi đi qua rồi nó ấn tượng mình không quên được? Cách hiểu của con thế này nè. Để mình nghe là mình giải thích được cái lý do, tức là mình tìm cái nguyên nhân của cái khổ đau, tức là tập đế. Rồi mình mới bỏ được nguyên nhân đó thì cái khổ đế nó mới không còn. Còn mình không, mình không hiểu nguyên nhân, mình đi lấy một cái cách khác mình thay thế thì cái nguyên nhân nó còn đó. Thay thế tạm thời thôi nhưng mà rồi khổ vẫn hoàn khổ. Mình mổ xẻ ra nhé. Cái thứ nhất nè, nếu mà ta mổ cái thân mình ra, ta phẫu thuật cái thân này ra của con người với một con vật, thì con vật nó có cái gì, con người có cái đó. Con người có cái gì, con vật nó có cái đó. Chỉ có một điều là con vật nó thua con người, đó là cái neuron thần kinh của con người phức tạp hơn thôi. Cái mức độ tiến hóa con người mình ở trên cái thần kinh của mình nó tiến bộ hơn loài vật. Không những một bậc đâu, mà là cả một tiến trình đó. Rất là dài, triệu tỷ năm đó, chấm chuyện chơi. Có điều, con người khi có được cái thứ phức tạp của cái neuron thần kinh đó, cái khả năng nhớ về quá khứ và nghĩ về tương lai đó, khả năng đặc biệt đó không được họ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và họ dùng nó một cách tùy tiện. Thay vì ta cầm cái điện thoại về, ta phải đọc trước hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 3 ngày.
Nếu không làm điều đó, sau 3 tháng, 3 năm ta sẽ dùng nó. Một là đọc trước để sử dụng lâu dài, hai là không đọc trước để sử dụng thời gian xong rồi vứt luôn. Thì khi cái khả năng neutron của con người, thần kinh của con người nó quá phức tạp mà mình không có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, thì mình đưa vào cái gì á là mình khó lòng mà ý thức cái đó. Bởi vì nó có khả năng lưu giữ vào, nó có khả năng đưa vào vận hành một cách khá là phức tạp, mình không giải thích nổi. Mà khi cái ánh sáng trong tâm mình mà nó không đủ để nó thấy toàn bộ cái quá trình vận hành tâm thức của mình á, thì nó làm gì trong đó? Trong khi nó đưa vô cái gì nó không ý thức, nó đưa vô nó làm gì trong đó, rồi nó giữ bao lâu, nó giữ cái loại gì trong đó. Nó không có được cái người canh gác tỉnh thức của mình ý thức mời vào. Và ở bao lâu mình cũng không biết luôn, mình ở đó làm gì mình cũng không biết ở đâu. Nó giống y như là mình đi trên đường vậy đó, mình đẫm cái gai. Cái lúc mà mình đi với cái tâm mình nó suy nghĩ một vấn đề đó quá là nặng, cái gai nó đẫm vô cái chân rồi mình không biết. Tối về ngủ, ngủ rồi, mọi thứ kết thúc rồi, tự động cái gai bắt đầu đau. Tại sao? Nếu mà vừa đẫm mà trước khi đẫm mà mình tỉnh thức rồi thì mình đẫm lên không? Không. Rõ ràng là mình không thấy nên mình đẫm một lỗi nha. Đẫm rồi mà cái tâm mình nó mơ tưởng mặn mà đâu quá, đâu đâu á. Chứ nếu như mà nó ở chỗ cái thân của nó hoặc là nó cũng không quá nặng nề thì nó phát hiện ra cái cảm thọ là lập tức nó lấy cái gai ra đi. Không. Đợi tới về nhà rồi, về nhà rồi cũng chưa biết, tháng sau thấy nó tức tức ở trong cái bàn chân, hoặc là năm sau rồi cuối cùng nó ăn dạng trong lòng bàn chân, phải đi cắt cái chân. Đi cắt cái chân đó có nghĩa là đau khổ nó ở trong tâm mình do cái nỗi nhớ nó quằn quằn ở trong tâm mình không xử lý kịp. Xong cái mình bắt đầu đi hỏi làm sao để cho không quên một người, tức là nó ở quá nhiều những cái thông tin ở trong đó mà mình không có kịp thời sắp xếp và xử lý, đau khổ quá chịu nổi. Bây giờ mình nói làm sao không quên, tức là mình muốn cắt, mình tức là mình bị cái con virus nó ăn dạng trong cái tâm của mình. Bây giờ mình muốn tìm cách cắt bỏ cái đầu mình á, mình tìm cách để mà đi vô quán bar, đi uống rượu, đi bạn bè, đi thay những mối tình mới liên tục. Đã. Tức là mình không muốn có cái khả năng đặc biệt neuron thần kinh phức tạp là phần người nữa. Mình lấy cái phần người này mình sử dụng một cách không có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, cái nó làm cho mình khổ. Cái giờ mình nói là làm sao cho con dục cái phần người, không muốn làm phần con. Đấy. Cho nên cái thứ mà con người có, con vật không có. Nhưng mà cái thứ con người có lại không được đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cho nên mình dùng nó một cách không khéo léo, nó làm cái lưỡi dao rất là bén và mình cầm lên nó cắt cái tay mình trước. Mà nó giống như một cái vi tính vậy đó. Mình bật quá nhiều chương trình và khi mình bật lên á, mình không có biết cái nút nào nên sử dụng cái mục đích nào. Cho nên khi mà mình tắt không có hết, nó còn chạy ngầm ở dưới. Tới lúc mình mở lên cái nó chạy lộn xộn trong đó, cái nó không theo ý mình muốn, nó để vòng vòng, hoặc là nó chạy lung tung mà nó không có mở cái màn hình chính lên. Thế mình sống ở hiện tại đây, mình đang ăn cơm mà cái màn hình cũ mình bật ngày xưa nó cứ nó quằn quằn ở trong tâm mình, biết ăn cơm không ngon luôn á, ăn mà không có mùi vị luôn á, thực bất tri kỳ vị, tức là ăn mà không biết mùi vị. Vì sao? Tâm bất tại yên, tâm không có ở đây. Không ở đây tức là nó ở đâu á? Nó ở đâu tức là nó đang chạy một cái chương trình vi tính nào cũ quá khứ á, mà nó bật mà nó không ý thức. Chứ nếu mà nó bật mà nó ý thức là nó sẽ biết tắt chỗ nào nha. Cho nên bây giờ mà mình không đang cái tâm ở hiện tại để sống hoan hỷ mà nó cứ nó quằn quằn ở quá khứ hoài á, là do quá khứ mình bật cái chương trình đó lên. Mình mời cái người đó vào cuộc đời mình, mình yêu thương với họ, mình qua lại với họ mà mình không ý thức lựa chọn. Cho nên bây giờ mình ngồi lại không còn họ, tự động mình không biết cái chương trình đó mình bật bao giờ, mình bật chỗ nào. Cái chương trình ngầm, cái phần mềm dưới vi tính mình bật mà mình không biết. Bây giờ dù mình tắt cái màn hình rồi, giờ mình tắt trên màn hình rồi có nghĩa là sao? Nghĩa là họ giờ không còn với mình nữa, kỷ niệm qua rồi, mọi thứ không còn ở đây nữa. Nhưng mà mình ngồi xuống, cái thân này còn, nhưng mà cái tâm mình là một cái màn hình cũ, một cái phần mềm cũ nó còn quần quần ở trong tâm biết. Đó. Là lý do khi mình bật, mình không biết. Bởi vì nó quá phức tạp. Cái tâm tư của con người á, cái bộ não nó quá phức tạp, nó phải cần một cái khả năng có mặt nhất định, một năng lượng, một thời gian chăm sóc quay về
nội hướng nhất định nào đó mình mới hiểu được con người của mình ít nhiều. Mà không, mình có một cái thứ nó cực kỳ là tuyệt vời mà mình không có biết cách sử dụng nó thì thôi, nó hại mình chắc. Đó là lý do vì sao. Thứ nhất, thầy nhấn mạnh. Cái lý do thứ hai á, là ví dụ trong đêm một giấc mơ mình ngủ, trong giấc ngủ mình mơ, mình mơ mình gặp một cô gái rất đẹp. Một giấc mơ khác cũng là trong cái giấc ngủ đó, mình thấy một người giàu sang phú quý chuẩn bị cho mình phát tài, một cơ hội phát tài. Một giấc mơ thứ ba, mình thấy có người hại mình, hãm hại mình, mạ lị miết, mắng nhiếc mình, làm cho mình tan tành. Thì khi tỉnh giấc mơ dậy, tâm của mình nhớ cái nào? Nhớ người đẹp hay nhớ kẻ giàu có, hay nhớ có người làm cho mình đau khổ? Nhớ ai? Đau khổ. Đó ai? Đau khổ. Nhớ ai? Đau khổ. Cái nào sau nhớ cái đó. Mỗi người mỗi nghiệp nha. Nghiệp người nào nặng, giấc mơ của người đó. Sau khi nó quên hết thì mình nhớ cái thứ mà mình ấn tượng nhất. Chưa chắc mình nhớ người làm mình khổ đâu, mình nhớ cô gái đẹp đó, nếu hàng ngày mình khao khát ái tình. Cuộc đời này là một giấc mơ, mình đi ngang qua mà cuối cùng cái lúc mà mình chết mình nhớ cái gì đó là do cái nghiệp mình nó nặng, nó quân tập cái đó. Giấc mơ cũng vậy, nhiều khi mình dậy mình bừng mình mơ mơ mà không biết mình nhớ cái gì. Nhưng mà nhớ có một thứ thôi, là cái đó nó ấn tượng nghiệp của quá khứ của mình rất là nặng. Tại sao mình gặp người đó, ít nhất mình cũng phải có quá khứ với họ. Tại sao bây giờ mình nhớ hoài họ, ít nhất mình cũng từng qua lại với họ. Tại sao mà mình cứ không nhớ đến tiền, không nhớ đến danh, mà nhớ đến ái, bởi vì mình nặng ái. Tại sao mình không quan trọng con người, bởi vì mình rất là quan trọng cái danh vọng vật chất. Tại sao mình không có cần ai gọi mình ông này bà kia, bởi vì mình chỉ cần giàu có thôi. Mình có tiền là được. Trong cái ngũ dục đó, mỗi người mỗi nghiệp. Thì khi mà anh nói anh không thể quên một người, đây là đang nói trong yêu thương hoặc có thể trong hận thù. Cái người mà đi ngang qua một ngày hay đi ngang qua một giấc mơ ở trong mộng hay giấc mơ mộng của cuộc đời thì cũng là một giấc mơ thôi, nhưng mà anh nhớ hoài anh không quên là nó cho anh biết đó là cái nghiệp, tập nghiệp quá khứ của anh nặng với chính bản thân anh đã quân tập cái nghiệp đó, và chứ chính anh quân tập với cái người đó ở kiếp quá khứ cũng như hiện tại. Cho nên ngồi xuống cứ nghĩ hoài tới cái đối tượng đó, lẫn cái quả anh phải trả, lẫn cái nhân anh đang tạo tác. Đấy, mình coi thử hàng ngày mình hay nhớ cái gì, mình hay tiếc cái gì, hay quá khứ nó về thì nó về cái gì trong tâm. Ngũ dục á, trong ngũ dục nó ăn nè, ngủ nè, tình nè, tiền nè, tài nè, danh giàu, mấy nhiêu chứ không gì hết á. Con người mình không thể thoát ra ngoài cái đó, mà năm cái đó là cái phần con chứ chưa phải phần người nha. Phần người là vượt lên trên cái ngũ dục, bởi vì ngũ dục nó liên hệ đến cái thân xác, mà thân xác là nó giới hạn. Giới hạn tức là sinh tử, sinh tử tức là phần con. Bởi vì con vật nó có hai đường thôi, một là sinh, hai là chết. Mà con người sinh ra chứ không có chết, con người có khả năng vượt lên trên cái chết đó. Có nghĩa là cái lý do thứ hai mình không thể quên một người đó, có thể họ có cái nghiệp với mình ở quá khứ, mình có nghiệp với họ ở quá khứ, và hiện tại mình cũng qua lại với họ khá nhiều. Và cái nghiệp riêng của mình là, ví dụ như mình nhớ về ân ái nhiều thì biết là cái nghiệp của mình ân ái. Mình nhớ tới tiền bạc nhiều, mình nhớ tới danh vọng nhiều. Qua một ngày đó tối về mình ngồi xuống hay là mình ngủ xuống, mình mơ cái gì hay là suy nghĩ cái gì trong đời là mình biết cái nghiệp mình nặng cái đó. Dạ. Thì tại sao mà không thể quên một người? Nếu mà mình đang thương họ mà họ bỏ mình đi thì nghiệp của mình là nghiệp ái nặng với họ. Dạ đó. Rồi, cái hiện tại, cái nghiệp hiện tại, cái lý do thứ ba này là bây giờ mình ngồi đây, mình nhớ về quá khứ. Khi mà mình nói là con không thể quên quá khứ, con không thể quên người đó, thầy ơi, dẫu biết vô thường. Khi mà mình nói vậy, có bộ giống như trí nhớ mình tốt lắm sao? Không, trí nhớ mình dở hẹp. Khi mà mình nhớ một người, tức là mình quên sạch sẽ. Mình quên hết, mình mới có khả năng nhớ một thứ. Mình nhớ một thứ tức là mình quên tất cả những thứ còn lại. Thì cái trí nhớ của mình dở hẹp. Hỏi cái gì cũng không biết, hỏi cái gì cũng không nhớ. Chỉ có nhớ một người, anh nhớ mấy cái đồng đầu. Khi mà mình nhớ một cái gì đó miết thì tức là mình quên tất cả những thứ còn lại. Nhưng mà Đức Thế Tôn hay những bậc tỉnh giác muốn nhớ cái gì là nhớ cái đó. Khi trong tâm mình mà không nặng nề một cái gì hết thì mình muốn nhớ cái gì mình sẽ nhớ cái đó.
Khi trong tâm mình mà không có cái lòng tham muốn thì mình sẽ thấy tất cả, còn bằng không mình sẽ thấy đúng cái thứ mà mình muốn thôi. Như vậy khi mình nhớ về một cái sự kiện quá khứ thì cái gì nó làm cho mình không thể quên? Đức Phật còn nhớ không? Nhớ mà. Chúng ta còn nhớ không? Nhớ mà. Mà nó có làm ta khổ mà nó làm ta không thể quên không? Không. Vậy cái gì nó làm cho cái sự kiện quá khứ qua rồi không thể quên trong tâm mình, mà mình đòi quên nó nữa chứ? Nè, bây giờ mắt mình thấy mọi thứ không? Thấy. Mình có muốn bịt mắt lại không? Không. Bây giờ mọi thứ nó đâu có làm mình khổ đâu. Thế mà, tại ơi sao mà bây giờ làm? Khi mà mình hỏi nè, làm sao con quên cái người đó thầy ơi? Tức là giống như là làm sao mà con đừng có làm cho con mù đôi mắt thầy ơi, làm cho con điếc lỗ tai đi thầy, làm sao cho con tim con đừng đập nữa, phổi con đừng thở nữa. Tức là hỏi làm sao cho anh chết đi á. Ê, con tim anh đang thở mà, phổi anh đang đập nè, cả cái sự sống anh đang vận hành, thì não anh nó cũng phải suy nghĩ chứ. Suy nghĩ là một là tác dụng của bộ não mà. Tại giờ tại sao giờ anh nói là thầy ơi làm sao cho con quên cái người đó, không khó quên quá. Tức là giờ anh muốn tim mình hết đập không? Không. Anh muốn tim mình đập, anh muốn phổi anh thở, anh muốn sự sống nó bình thường. Nhưng mà anh muốn cái đầu anh nó dừng làm việc, anh muốn cái bộ não anh nó không có vận hành, là sai rồi. Bộ não mà không vận hành nó giống như là mấy cái phần khác cũng không vận hành vậy đó, là có một môn là chết thôi, xuống gò mã thôi à. Hoặc là trở thành một người phân liệt tâm thần. Như vậy cái lý do gì sao Đức Thế Tôn có thể nhớ tới hàng ngàn tỷ kiếp, một bậc giác ngộ có thể nhớ hàng ngàn tỷ kiếp, và mình ngồi đây và mình nhớ hàng ngàn thứ của một ngày, và từ một điểm A đến một điểm B, bao nhiêu thứ mà mình thấy, bao nhiêu thứ mình nghe, từ nhà mình tới chùa đây nè, hay là cả một ngày nữa này, bao nhiêu thứ mình tiếp xúc, có cái nào làm cho mình khổ không? Không. Và hỏi tại sao mình muốn quên một người? Mình đang có muốn bịt mắt, bịt tay mọi thứ mà mình đang thưởng thức mà. Bây giờ tại sao mình muốn quên một người? Như vậy, cái gì ở trong cái sự kiện của quá khứ đó nó làm cho người đó khổ, cho nên họ mới muốn quên nó. Chứ cái sự kiện đó vô tội, cái quá khứ đó vô tội. Ai cũng có quá khứ, mà tại sao người đó là muốn quên quá khứ đó? Ai cũng có người thương, tại sao họ lại muốn quên người họ thương? Vậy cái gì nó khiến cho họ khổ để họ mới muốn quên cái hình ảnh đó? Cái gì? Mình phải thấy, mình phải mổ xẻ ra được cái nguyên nhân rồi mình mới bỏ cái nguyên nhân đó. Chứ đâu phải là thầy ơi làm sao mà cho con quên được người đó, dễ ở cả. Nếu mà cách vật lý á, dễ lắm. Chích thuốc tê, chích thuốc ngủ, làm cho tinh thần phân liệt, trở thành phần con, không còn phần người nữa. Là cách đó mình không có khả năng nhớ nữa. Nhưng mà họ đâu có muốn cái đó đâu. Nếu như vậy thì thôi, sống đời thực vật rồi. Như vậy cái gì ở trong cái tâm mình nó gán lên cái sự kiện quá khứ, nó làm cho quá khứ đó trở nên rất đau khổ, và mình muốn quên cái đau khổ chứ không phải mình muốn quên cái quá khứ. Cái quá khứ nó làm mình khổ và mình muốn quên cái khổ đó từ quá khứ. Vậy bây giờ mình coi thử cái gì làm cho cái quá khứ nó khổ ở trong mình. Cái lòng tham của cái tôi của mình. Mình thương họ, họ làm cho mình hạnh phúc, họ cuối cùng đi theo người khác, họ bỏ mình đi. Cái tôi tham lam của mình không được đáp ứng bởi họ nữa. Mình hy vọng hoài, mình mượt mà hoài, mình ấm áp hoài, mình được ru ngủ và hạnh phúc hoài với họ, và họ đi. Giờ mình không được đáp ứng nữa thôi. Cho nên cái tham, cái thích, cái muốn của mình đặt vào trong cái sự kiện quá khứ, và cái sự kiện đó nó không còn đáp ứng được cho mình, cho cái tôi tham lam ấy nữa. Và mình khổ, mình hối tiếc, hoặc là mình hối hận một lời nói ra để họ tổn thương, họ đi. Bây giờ mình khổ, mình không thể quên được cái lời mình nói, hoặc là mình không thể quên được cái ấm áp ngày xưa họ mang đến cho mình. Vậy đó. Chứ không phải là mình muốn quên cái sự kiện quá khứ. Tất cả những gì mình trải qua trong cuộc đời của mình, nó không bao giờ có một cái gì quên hết trơn. Nó nhớ đến độ mà mình thành Phật và mình nhớ toàn bộ câu chuyện của mình, ở với ai, làm gì, lúc nào, ở đâu hết. Chứ mắc mớ gì phải quên. Vấn đề ở đây là anh không thể bỏ cái tham của anh vào, cái tham và cái sân của anh vào trong những cái sự kiện quá khứ đó.
Cho nên mỗi lần cái sân ở trong cái sự kiện đó, cái sự kiện nó về, cái sân nó khởi lên, cái anh khổ chết, tao phải trả thù mới được. Phân tử trả thù 10 năm chứ muộn. À, cái lòng sân nó ở trong cái sự kiện, nó nuôi dưỡng hoài, để khi anh chết, con người sân, con người anh ghét không theo anh, một cái sân hận nó theo anh, đi đầu thai ở kiếp khác để mà trở thành đố nghịch, hại chứ bằng được, trả thù chứ bằng được. Hiểu chỗ này chứ? À, cho nên tại sao mình không thể quên, tại sao mình muốn quên quá khứ và tại sao mình không thể quên nó? Mình muốn quên quá khứ không phải, mình muốn quên đau khổ của mình, cái mà cái quá khứ đó nó tạo ra. Tại sao có cái đau khổ đó, có cái lòng tham của mình ở trên cái sự kiện của quá khứ. Bây giờ mình muốn hết, mình muốn quên thì quá khứ nó vẫn còn đó thôi. Việc của mình là bỏ đi cái tham lên cái sự kiện ấy, bỏ đi cái đòi hỏi, cái mong chờ, cái cầu toàn, cái ước vọng, cái hối tiếc, cái hối hận lên cái sự kiện đó. Mặc dù nó vẫn tới, nhưng mà việc của mình là tách cái cảm thọ mình ra cái hình ảnh sự kiện quá khứ kia. Còn mình không, chỉ có một cách duy nhất là chích thuốc tê vô, không còn nghĩ gì nữa hết. Chưa bao giờ Đức Thế Tôn biểu mình là phải như thế này hết trơn. Đức Thế Tôn nói là nhớ thì biết mình đang nhớ, thương thì biết mình đang thương. Chứ mình con người Đức Thế Tôn biết mà, thương nhớ sầu bi giận ghét là còn ở trong đó. Thất tình lục dục còn hết. Vậy cái chuyện tu ở đây là mỗi lần nó lên là mình biết tức là sao, mình tách cái sự kiện ra một bên và cái cảm thọ, cái tôi nghiệp lực ái nhiễm vô mình của mình qua một bên. Chứ không phải cố gắng nhớ một cái gì để quên một cái gì. Để khi mà mình nhớ một thứ là mình quên một mớ thứ. Và để mà mình muốn quên cái thứ mà mình đang nhớ đó, cái mình để lấy một mớ thứ khác, mình nhồi nhét cái trong đầu cho nó đỡ trống rỗng, cho nó đỡ cô đơn. Đó là cách mà hết mối tình này lấy mối tình khác. Cô đơn cái đời đi thay thế nhanh lắm. À, con trai thì nó thay người yêu giống như là nó thay áo. Còn gái thì nó bận áo mỗi ngày một nhiều cho nó ấm thêm. Ta nói đùa như vậy, nhưng mà đó là cái bản chất tâm của con người mình á. Thương yêu một lần hai ba người để xe cua cho nó đảm bảo. Tuổi trẻ ngày nay vậy, cách vận hành của tâm lý không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cái lý do thứ tư, thì mình hiểu là cái bản chất cái tâm mình nó vận hành á. Lý do thứ tư là sao mình không quên được cái người mình thương, hoặc là cái người mình thù, dù nó đã không còn nữa và mình biết là vô thường. Khi mình nói là biết vô thường tức là nó qua rồi, vậy mà cái tâm nó cứ bần hoài với cái sự kiện đó. Và tại vì sao? Đặc biệt thế này nhé, khi mà hai người họ đến với nhau, họ đến với nhau trong cái đời sống yêu thương á, là họ đã chia sẻ thân xác với nhau qua tình dục nè, họ đã chia sẻ cảm xúc với nhau qua tình yêu nè, họ đã chia sẻ tâm tư với nhau thành tri kỷ nè, họ đã chia sẻ hai cái sự sống làm một nha, tức là họ hòa làm một. Đó là lý do vì sao mà các công tử hay là nhà vua ngày xưa mà mất, người vợ phải chôn theo, phải bị chôn sống theo á. Cái sự kiện mà vua Chế Mân mất, mà hoàng hậu gì, công chúa gì, Quyền Trân, à xém chút nữa là đốt thiêu sống mà. Tại vì sao vậy? Nó không phải đơn thuần là chúng ta chỉ coi là cái thân xác này nó giống như là con vật, à nó mới lớn lên cái nó đi lấy lại chị lại em của nó trong cùng một họ hàng luôn. Bởi vì sao? Nó không có khả năng ghi nhớ tốt của nơi trong này giống như con người. Con người ghi nhớ sạch sẽ, con người có khả năng nhớ toàn bộ những gì mà cả một ngày hay nhiều ngày khi mà họ trải nghiệm qua. Cho nên khi mà mình đưa vào đây một cái gì nó giữ lại nguyên si như vậy, biết chứ. Khi mình chia sẻ một sự sống của mình với một sự sống bên ngoài, và mình để sự sống của họ đi vào trong mình, tức là sự sống của mình được làm từ những thứ không phải mình, trong đó có họ. Yes. Cho nên khi mà hai sự sống mình nó bứt ra, nó giống như là keo 502 vậy đó, dán cứng ngắc là khô rồi, là một tay của mình dán thì bứt ra, cái da nó sẽ bứt ra, nó rưới máu. Hiểu không? Mình chia sẻ thân xác với họ, tâm tư với họ, cảm xúc với họ mà, gọi là yêu ấy. Nên cái từ tiếng Anh nó là falling in love, té ngã vào tình yêu một cách chủ động, một cách bị động. Và
mình làm một với họ, hai sự sống nó hòa tan vào nhau, nó không phải là chuyện bình thường. Nếu anh không có đủ vững vàng, anh sẽ để cái thân tâm cái xe cuộc đời của anh cho người khác lái đấy. Và bây giờ người ta lái không được nữa, người ta đổi tách ra, và anh chưa nắm được tay lái, anh chơi với, anh không biết lái đi về đâu. Nên mỗi lúc mà người ta hận, người ta ghét nhau trong thương yêu, người ta nói nè, thôi chia tay, thôi ly dị, đó là cái câu hù dọa nhau á, phải không? Thôi từ nay tôi với em không còn liên hệ nữa. Cái câu đó nó khiến cho người khác, khi mình nói câu đó có nghĩa là mình biết người đó sẽ rất là sợ. Và mình cũng rất là sợ câu đó từ người mình thương. Tại sao trong tâm tư mình có cái sợ đó? Bởi vì mình biết đây là một sự chia cắt. Một nửa sự sống mình chia sẻ xưa nay sẽ bị tan nát bốc hơi đi. Phải không? Rất là sợ khi mà nó đi rồi, con đi rồi, mẹ nhà với ai? Dù là bất kỳ một mối quan hệ nào, hễ mà xưa nay nó, mình thân thuộc gần gũi, là nó làm nên một cái bộ nhớ thông tin, nó ghi nhận lại toàn bộ sự sống của mình, chia sẻ với họ, và họ làm nên sự sống của mình. Cho nên bây giờ nó chia cắt ra, dù bất kỳ sự chia cắt nào loài người cũng cực kỳ sợ hãi, là bởi vì xưa nay nó như vậy mà bây giờ nó không còn nữa, nó mất đi, nó mất chính mình cảm thấy mất mình. Đó là lý do vì sao mà một người càng dễ quên mình thì càng khó quên người. Khi mà mình không biết mình là ai á, nha, khi mình chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng trong cái tâm này nội hướng á, thì mình sẽ đi ra bên ngoài, mình yêu thương người này người nọ, mình ở người này người kia, mình làm cái này cái nọ để chi vậy? Để mình mong là mình tìm kiếm mình của hỏi, mình đi tìm cái con người chân thật của mình, của mình với một đối tượng bên ngoài. Và khi mình ở được với họ, ô an lòng tuyệt vời, nhẹ nhàng, cái mình cảm thấy được mình. Họ cho mình cái thức ăn của thân xác, cảm xúc của tâm tư, họ làm cho mình được trọn vẹn, họ cảm mình nhận được từ họ quá nhiều, và cái cơ thể này nó giữ lại hết những cái dữ liệu đó, không một cái gì nó quên. Cho nên khi nó tách ra, nó đứt ra, nó chia ra, nó cắt ra, nó rất là đau, nó không thể quên, là bởi vì một cái tế bào của mình thôi, nó có khả năng nhớ, chứa cái bộ nhớ thông tin nó còn nhiều hơn là một cái tế bào não mà. À, yeah, nó ghi nhận lại hết, ghi nhận lại. Thấy người Việt Nam là phải già vàng nè, ví dụ như vậy. Ông cố nội của mình là ai không biết, chứ mà ông ở đây cái từng cái tế bào của mình này, nó ghi nhận lại hết cấu trúc ADN đặc biệt vậy đó. Ha, nên này hỏi tại sao mình không thể quên, có bốn lý do như vậy. Cấu trúc này là cấu trúc quá phức tạp tinh vi, mình đưa vô mà mình không ý thức lựa chọn, mình bật cái những cái chương trình mà mình không biết mình bật lúc nào, thành ra nó chạy bần bần, mình tưởng là mình tắt rồi mà mình chưa tắt hết. Mình sống hiện tại rồi, nó tắt hết quá khứ rồi, nhưng mà hiện tại nó quay về quá khứ. Những cái chương trình đó mình bật mà mình không ý thức nó vẫn còn ở đây. Đó là lý do một vì sao. Việc của mình là bây giờ vui lòng sống ở hiện tại, bật cái gì phải ý thức cái đó. Và thứ hai nữa là cái nghiệp, biệt nghiệp của riêng mình từ quá khứ đến hiện tại, mình tham cái gì, mình thường ăn cái ngũ dục đó thì sân hay tham, mà tham thì tham vào cái tiền, cái danh, cái lợi hay là cái sắc, cái ăn, cái ngủ, cái nào, cái nào nó mạnh thì mình không thể quên cái đối tượng đó. Cái thứ ba nữa là cái tâm của mình là một cái bộ nhớ bất tận, nó có khả năng lưu giữ không thể sai biệt, không thể rớt rác lại bất kỳ cái gì mà mình trải qua trong cuộc đời. Và mình cẩn thận chia sẻ những thông tin của mình với ai đó, và những thông tin của ai đó vào mình. Nếu không, những cái thông tin mình nhận vào nó có virus trong đó, và nó sẽ phá hoại cái thân tâm vi tính này của mình, và nó chạy ngầm cái bộ phận virus đó. Mình khó lòng mà có một cái chương trình diệt virus nếu như mình không có tu tập. Thì virus nó ở trong đó là nó cắn hết cái này, nó cắn cái kia, nó cắn trong tim, trong phổi mà nó đau, mà mình ăn mà không có thú vị luôn á, không có cảm nhận luôn. Là vì, bởi vì khi lúc đó là biết à, virus ở trong cái máy vi tính thần tâm này. Cái thứ tư đó là cái kiếp sống hiện tại của mình, mình có quá nhiều cái tham, cái sân. Cho nên một cái ý niệm nào đó quá khứ nó trôi về, cái mình lấy cái tham sân của hiện tại đó đó, mình gán vô quá khứ đó. Do anh, bây giờ tôi thế này. Do anh, bây giờ tôi thế kia. Cái sự kiện là cái sự kiện quá khứ nó qua rồi. Tại sao cái sự kiện quá khứ nó làm mình đau khổ? Bởi vì cái tham sân nó dính vô cái sự kiện quá khứ đó.
Đó là bốn nguyên nhân ha. Vậy bây giờ mình làm sao? Mình tu hành là bây giờ làm sao để quên một người? Thì đó là tiến trình nội hướng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của một kiếp người. Nội hướng đó nó đi qua bốn bước như thế này. Bước thứ nhất là đời sống hiện tại của mình. Là mình còn quá khứ đó không? Còn còn những gì mình trải qua kiếp trước, ngày hôm qua và tiếng vừa rồi không? Có, còn đó hết. Việc đầu tiên của mình là ngay hiện tại này, tách cái cảm xúc mình ra khỏi cái sự kiện đó đi. Tách là sao? Không phải mình lôi nó ra hai đứa, nhưng mà mình ý thức được hai đứa này đó, nó đang vô duyên với nhau. Một cái là sự kiện qua rồi, mình cứ ngồi đó tưởng lên cái sự kiện đó mà buồn vui, khóc một mình khi nhắm mắt lại nghĩ về chuyện cũ, cười kha kha khi mà nghĩ về chuyện cũ nhắm mắt lại. Chuyện này cái loài vật nó nhìn là người nó không hiểu vì sao anh khóc, nó không hiểu được. Đã. Thì cái việc của mình là vui lòng mỗi lần cảm xúc nó sinh ra từ cái sự kiện, tách nó ra. Đây là cái ảo tưởng của cái tôi à, nó không có thật. Tách ra, mình làm được mà. Nếu mình không làm được cái mình than vì sao quên không được. Muốn quên được là phải tách, tách nó ra, nó không thật. Thì mình phải biết gì đó thôi, chứ không ai làm được gì cho mình hết. Không có Phật, không có Chúa nào. Bây giờ họ có giúp mình hết khổ thì họ cũng phải tách hai cái đó ra. Họ nói với mình là này này con, cái này là cái chuyện qua rồi, còn cái chuyện này là cảm xúc của con. Con tham, con muốn lên cái thứ qua rồi đó, mà nó không còn nữa, cho nên nó không có bị tác động lên được theo cái ý con muốn. Thì bây giờ con làm sao, con muốn hết khổ thì con không tách được, thôi để ta tách cho con một lần nha. Rồi lần thứ hai cũng khóc nữa. Không lẽ Đức Phật cứ ngồi đó tách hoài cho mình không? Không thể tách được. Cho nên việc của mình là giác ngộ ra điều đó thì nhanh chóng tách ra. Cái đó gọi là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Quá khứ đừng truy tìm, tương lai khôi ước vọng á, chỉ có hiện tại thôi. Và tệ quán chính là đây. Tệ quán chính là đây nè, là khi mà cái sự kiện nó tới là cái tâm mình nó dính vô và nó đau khổ. Tách cái đau khổ cảm thọ lên cái sự kiện, bước thứ nhất. Bước thứ hai là lượm những cái thông tin vào trong cơ thể này thì bớt bớt lại, bớt bớt những cái thông tin không cần thiết của ngũ dục. Ăn quá nhiều, hưởng thụ quá nhiều, nam nữ quá nhiều, xe cộ tài sản, sở hữu vật chất quá nhiều. Để chi? Ở trong đó nó có những con virus trong á, mình không có ý thức được mình đưa vô đứa nào, mình đưa vô bao nhiêu. Vậy mình đưa vô theo cái ý của mình muốn để sau này nó không có phiền mình không? Thì buộc ngay cái lúc mình đưa vô đó, hãy đưa vô càng ít càng tốt. Đó là lý do vì sao mà Đức Thế Tôn đầu trần chân đất, ăn ngàn bữa, ngủ gốc cây bờ bụi, sống rất đơn giản. Để chi? Những cái thông tin đưa vào ít ít thôi, để cái thời gian và năng lượng còn lại cho cái phần người. Đó. Chứ không có để chăm sóc hoài phần con. Thì khi mà họ chết, họ đi cực kỳ nhẹ nhàng. Bởi vì cái thân này nó không có gì để cho họ phải lo lắng. Cái tâm họ nó đầy đủ một cái năng lượng tuyệt vời. Thì tan cái thân này thì cái năng lượng tuyệt vời nó đi kiếm cái cảnh tuyệt vời, nó tương ứng nó lên thôi. Vậy hiểu vậy? Cái việc, vậy là cái việc thứ hai của mình á, là mình lượm những thông tin về ít chừng nào tốt chừng đó và cẩn thận. Cái bước thứ ba là tỉnh thức trong cái đời sống hàng ngày. Những cái thông tin mình đưa vô đó, mình đưa vô cái gì mình phải biết. Tức là mình bật cái chương trình vi tính nào mình phải biết. Thế mình làm cái gì mình phải biết. Mình suy nghĩ cái gì mình phải biết. Mình nói cái gì mình phải biết. Mình không biết sau này nó sẽ chạy bần bần mà mình không hiểu vì sao. Tất cả mọi câu hỏi đau khổ tại sao tôi thế này là bởi vì trước đó anh bật mà anh không biết. Cho nên khi mà mình bật có con chuột ở trên cái màn hình nha, mình rờ, mình nhắm mắt mình bật đủ thứ cái chương trình trên đó hết. Khi mình mở mắt ra mình sẽ không biết được là mình bật cái chương trình nào. Mình chỉ nhìn đến cái màn hình thôi. Và mình tắt những chương trình trên màn hình chứ mấy. Là có những cái chương trình mình bật mà nó không nằm trên màn hình, mình không tắt. Tới chừng mình đóng cái vi tính cái bụp, vi tính nó chạy lộn xộn ở trong đó. Tới chừng mình mở lên nó nói là error, something wrong, bạn đã có một cái gì đó sai à. Và lúc đó mình biết là mình đã ẩu, mình nhắm mắt mình làm lụi với cuộc đời của mình trước đó. Như vậy nè, ba bước rõ ràng nha. Bước thứ nhất, tách cái cảm thọ hiện tại này ra khỏi cái sự kiện quá khứ. Bước thứ hai, đưa những thông tin vào càng ít càng tốt. Nghĩa là sống đời mình càng đơn giản. Đức Thế Tôn dạy là tri túc biết đủ. Người tu hay người không tu gì á, thực ra là phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thì mình dùng theo ý mình muốn. Còn không, không theo ý mình muốn thì nó sẽ làm cho mình khổ đau. Đơn giản như vậy, chọn đi. Bước thứ ba nữa là mình ý thức rõ ràng những gì mình đưa vô. Vậy thì cái chuyện á, mình quên một người không phải là câu hỏi nữa. Bởi vì sao? Nếu mình không theo cái quy trình mình tu tập đó, khi mình quên người này rồi nha, có thể mình quên được cái việc này đó, mình sẽ nhớ cái thứ khác. Một thứ khác sẽ làm mình khổ. Khi mình quên ái tình rồi, ở cái tuổi này nè,
cái hóc môn sinh lý nọ này nó không làm cho mình nhìn ra khỏi cái tâm lý đó. Cái bắt đầu qua cái tuổi rồi, cái nó lên cái tuổi danh, cái nó không thể quên nổi cái danh mà nó bị người ta đạp đổ. Nó hỏi việc làm sao không biết vô thường mà không quên được cái lời người ta nói, thầy ơi. Cứ nữa, cái danh lợi tình cứ miết như vậy, nó không thể quên được cái lời của một người nói dù là 5-7 năm á. À, thì bởi vì sao? Bởi vì 3-4 cái nguyên nhân đó. Đó là cái bệnh của loài người luôn, chứ không phải của cái bạn mà hỏi đó không, cũng không phải của con không. Cho nên thầy vạch ra con đường tu tập như vậy để chúng ta thấy không phải là quên một cái gì, mà là đừng có để cái đó, đừng có để cái đó làm cho mình khổ, bởi vì mình đặt cái tham của mình vào cái sự kiện ấy, và cái sự kiện ấy không còn nữa nên nó không đáp ứng được cái tham này. Vứt cái tham đi. Nhưng mà vứt cái tham lên quá khứ đây chưa đủ, bởi vì cái tham vào hiện tại cứ quẹo hoài, đưa cho quá nhiều những thông tin, bật quá nhiều chương trình vi tính lên, nó chạy bần bần trong này, rồi sau mình cũng phải mất công bỏ cái hiện tại mà mình chắc chưa. Nó có mấy bước rõ ràng đó nha. Không lôi quá khứ về để mà làm mình khổ, nên không lấy cái hiện tại này chắc chứa quá nhiều thông tin vô, để sau này mình là phải mất công bỏ cái hiện tại này nữa. Cho nên cái hiện tại này mình cũng phải có hai bước mình tu, đó là đưa vô càng ít càng tốt, và đưa vô một cách có lựa chọn chánh niệm, có tỉnh thức, lựa đứa nào đưa vô không thôi, mời ở ngoài đừng cho vô. À, đó là lý do vì sao mà người tu giữ giới nè, mình sống mà có nghiêm túc, ăn nói cử chỉ đi đứng giờ đâu giờ đó là chánh niệm nhẹ nhàng, ăn giờ nào ngủ giờ nào, sinh hoạt như thế nào, những gì mình tư duy, những gì mình suy nghĩ, những gì mình nói, những gì mình động, cực kỳ là cẩn ngôn, cẩn hành, cẩn ý. Đó là lý do vì sao mà gọi là một kiếp đời tu hành đó, chứ không phải đi múa lửa cho người ta thấy là mình múa đẹp đâu. À, hay thôi, câu hỏi đến đây là thầy xin chấm dứt câu trả lời như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính hoan hỷ mọi người đã lắng nghe.